Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của Báo Điện Tử VTC News Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua Mời quý vị cùng theo dõi Cách diện tín Ukraine Resident bình luận rằng Cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã trở thành một lời cảnh báo từ Liên bang Nga tới chính quyền Kiev về việc không thể chấp nhận các cuộc tấn công tên lửa của phương Tây vào sâu lãnh thổ Nga Theo giới truyền thông Nga trong cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine mới đây nhất, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng tất cả các loại máy bay ném bom, điều chưa từng xảy ra trước đây, khi Nga rất ít sử dụng máy bay ném bom chiến lược. Đồng thời, nếu có sử dụng cũng sẽ rất hạn chế. Theo các chuyên gia để nhằm dần mặt Washington và Kiev. Theo nguồn tin của Resident, điện Kremlin đã nhận được thông tin trước từ các cơ quan tình báo về việc chính quyền Biden đã cho phép các cuộc tấn công của Kiev và lãnh thổ Nga bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Attack MS. Theo nguồn thông tin này, Thông qua Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ, Moscow đã cảnh báo Tổng thống Zelensky về hậu quả của việc tấn công vào lãnh thổ Nga. Và để đảm bảo những lời nhắc nhở này có sức nặng gian đe cần thiết, một cuộc tấn công tên lửa đã được tiến hành. Trên thực tế, chúng tôi đã được cảnh báo rằng họ sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống năng lượng. Resident viết, nhưng cũng thừa nhận rằng các cuộc tấn công của Nga và ngành năng lượng Ukraine sẽ không trở thành yếu tố gian đe đối với Tổng thống Zelensky, người đã chính thức mãn nhiệm từ nửa cuối tháng 5 vừa qua. Theo đó, Đòn đánh của Nga dù là gì cũng không phải là yếu tố quyết định đối với ông Zelensky. Bây giờ văn phòng tổng thống Ukraine đang quyết định làm thế nào để vượt qua cảnh báo của ông Donald Trump về gia tăng căng thẳng xung đột nhưng cũng không gây tranh cãi với chính quyền Mỹ tương lai. Nguồn tin của Reuters tự tin rằng người đứng đầu chính quyền Kyiv chắc chắn sẽ ra lệnh tấn công đối phương bằng tên lửa của phương Tây ngay khi ông thống nhất được mục tiêu với nhà trắng và lầu nóng góc. Tuy nhiên, điều đó chính là yếu tố quyết định việc người dân Ukraine có mất điện hoàn toàn vào mùa đông hay không bởi chắc chắn đòn tấn công đáp trả của Nga sẽ khốc liệt hơn nhiều so với khả năng của Ukraine. Hãng thông tấn RIA dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Moscow đã dội bom lượn từ các tiêm kích Su-34 và các vị trí của Ukraine ở khu vực vùng Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công các binh sĩ, xe bọc thép quân sự và một trung tâm điều hành các hoạt động quân sự của Ukraine ở vùng Kursk. Cũng theo bộ này, Quân đội Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng cách thả bom lượng có trang bị mô-đun tối tân từ trên không. Các nguồn tin tình báo Nga cũng xác nhận vụ tấn công đã phá hủy thiết bị quân sự và một trung tâm điều hành của Kiev, cũng như xác nhận một số binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng. Một số nguồn thạo tin của Moscow cho biết, sau khi ném bom thành công vào các mục tiêu của Ukraine, các tiêm kích Su-34 đã trở về sân bay an toàn. Giới quân sự đồn đoán Su-34 là một trong những dòng chiến đấu cơ hiện đại tiên tiến nhất của quân đội Nga với khả năng mang 12 tấn bom và tên lửa. Hiện phía Kiev vẫn chưa phản hồi về thông tin của vụ tấn công trên. Su-34 là máy bay tiêm kích bom hai chỗ ngồi, hai động cơ, đã trở thành một phần quan trọng trong không quân Nga trong các hoạt động quân sự đang diễn ra tại Ukraine. Su-34 được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất và yểm trợ hỏa lực tầm gần cho các lực lượng mặt đất. Nhờ vào hệ thống điện tử hàng không và vũ khí tiên tiến, Máy bay ném bom Su-34 có thể thực hiện các hoạt động này một cách hiệu quả, đem lại lợi thế chiến thuật đáng kể trên tiền tuyến các thông số kỹ thuật của máy bay ném bom Su-34, nêu bật cả điểm mạnh và điểm yếu của máy bay này. Với chiều dài khoảng 22 m và sải cánh 14,7 m, Su-34 được trang bị hai động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt AL-31F. Và mỗi động cơ tạo ra lực đẩy khoảng 12.500 kgf. Su-34 sở hữu hệ thống điều khiển bay tiên tiến, bao gồm công nghệ điều khiển điện tử fly-by-wire giúp tăng cường khả năng cơ động. Bộ cảm biến của máy bay ném bom Su-34 gồm radar Fazonon N035 Ibis e có khả năng phát hiện mục tiêu ở tầm xa và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. Máy bay có thể mang nhiều loại vũ khí, trong đó có bom dẫn đường chính xác, tên lửa và rocket, giúp tán rộng khả năng tấn công. Với bán kính chiến đấu khoảng 1.500 km, Su-34 rất phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công sâu, nhưng điều này cũng khiến nó phải đối mặt với nhiều rủi ro khi nằm trong phạm vi phòng không của đối phương. Tại châu Âu, ngày 19 tháng 11, Quốc hội Ukraine đã thông qua toàn bộ luật về ngân sách quốc gia năm 2025. Trong đó, chi ngân sách năm tới được quy định ở mức kỷ lục 3.940 tỷ hryvnia, tương đương với hơn 95 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong đó 2.220 tỷ hryvnia được chi cho nhu cầu quốc phòng. Quốc hội xác định khoản thu ngân sách ở mức 2.300 tỷ hryvnia. Ukraine cũng dự kiến có khoản tài trợ nước ngoài 38,4 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Ukraine Denis Mihal cho biết, toàn bộ khoản thu từ thuế cá nhân và doanh nghiệp trong năm tới sẽ dành cho nhu cầu quốc phòng và an ninh, trong đó Ukraine sẽ chi 739 tỷ hryvnia để mua vũ khí. Nhu cầu chi lớn thứ hai của ngân sách là hỗ trợ người dân. Các chương trình hỗ trợ xã hội sẽ được chi 421 tỷ hryvnia, chi cho giáo dục 199 tỷ hryvnia, chi cho y tế 217 tỷ hryvnia. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đệ trình trước Quốc hội bản kế hoạch trụ vững gồm 10 điểm, trong đó có đoàn kết, xây dựng mặt trận, vũ khí, tài chính. Đại biểu Quốc hội Ukraine Yaroslav Zeleniak cho biết, một số nội dung trong bản kế hoạch này bao gồm cả việc Ukraine sẽ không tổ chức bầu cử tổng thống, không hạ thấp tuổi nghĩa vụ quân sự, thành lập bộ thống nhất Ukraine. Ngày 19 tháng 11, tròn 1.000 ngày nổ ra xung đột Nga-Ukraine, Quốc hội Ukraine đã thông qua và công bố lời kêu gọi gồm 17 điểm với cộng đồng quốc tế. Trong đó, Quốc hội Ukraine kêu gọi các nghị viện và chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các đại hội đồng liên nghị viện gia tăng ủng hộ, cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí tầm xa, ủng hộ công thức hòa bình và kế hoạch chấm dứt xung đột của Tổng thống Ukraine Zelensky. Trong khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang duy trì cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine tới chừng nào cần thiết. Vẫn có những lo ngại về nguy cơ Washington cắt viện trợ sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức vào đầu năm sau. Theo báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc công bố gần đây, Quốc hội Mỹ đã phân bổ gần 183 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Trong tổng số khoản viện trợ trên, khoảng 131,36 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển cho các hoạt động liên quan đến an ninh, trong đó bao gồm 45,6 tỷ đô la Mỹ dành cho việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại châu Âu và gần 46 tỷ đô la Mỹ để thay thế vũ khí được cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, gần 44 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho các chương trình quản lý, bao gồm cả tiền lương cho các công chức Ukraine và 4 tỷ đô la Mỹ cho viện trợ nhân đạo cơ quan phát triển quốc tế Mỹ USAID đã phân bổ 3,9 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ ngân sách trực tiếp bổ sung cho Ukraine. Đây là một phần của khoản bổ sung trị giá hơn 7,8 tỷ đô la Mỹ được phê duyệt vào tháng 4. Ngày 19 tháng 11, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và chính quyền Ukraine đã đạt được thỏa thuận để hỗ trợ Ukraine khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, ban điều hành IMF vẫn cần phải cân nhắc về thỏa thuận này. Trong một tuyên bố, IMF nêu rõ nếu được thông qua, thỏa thuận sẽ nâng tổng số tiền giải ngân cho Ukraine theo chương trình lên đến 9,8 tỷ đô la Mỹ. Ban điều hành dự kiến xem xét thỏa thuận trong những tuần tới. Theo IMF, chương trình hỗ trợ Ukraine vẫn đi đúng hướng dù xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn và triển vọng vẫn không chắc chắn. Kinh tế Ukraine tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi dù gặp nhiều thách thức do cuộc xung đột đã kéo dài 1.000 ngày. Tuy nhiên, IMF cảnh báo rủi ro vẫn rất cao do không rõ về mức độ và thời gian xung đột tiếp diễn. Từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 11, các nhân viên IMF đã có cuộc họp với giới chức Ukraine. Theo IMF, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của quốc gia này được dự báo đạt 4% trong năm 2024, nhưng giảm xuống mức 2,5% đến 3,5% vào năm 2025. Trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại và tình trạng thiếu hụt lao động, lạm phát của Ukraine vào tháng 10 năm 2024 tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái do chi phí thực phẩm và lao động tăng. Song IMF cho rằng kỳ vọng lạm phát vẫn được nèo giữ vững chắc. Trong diễn biến liên quan, hồi tháng 10, Ban điều hành Ngân hàng Thế giới World Bank cũng đã bỏ phiếu thông qua việc lập một quỹ trung gian tài chính FIF để hỗ trợ Ukraine, với sự đóng góp dự kiến từ Mỹ, Canada và Nhật Bản. Các nguồn thạo tin cho biết quỹ FIF do World Bank quản lý sẽ giúp thực hiện cam kết của thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 là tài trợ cho Ukraine 50 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Theo một nguồn tin, số tiền chính xác mà Mỹ, Nhật Bản và Canada đóng góp vẫn đang được tính toán, nhưng sẽ được hỗ trợ bằng lãi suất từ các tài sản Nga ở nước ngoài đang bị đóng băng. Cuộc bỏ phiếu của quân bành diễn ra một ngày sau khi các phái viên của Liên minh châu Âu EU đồng ý cấp 35 tỷ euro, tức 38,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong khuôn khổ cho vay lớn hơn kế hoạch từ các nước G7. Khoản cho vay này được lấy từ một phần trong số tiền thu được từ các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng. Ông John Lipsky, giám đốc cấp cao cho tâm địa kinh tế của Hội đồng Đại Tây Dương, cơ quan tư vấn có trụ sở tại thủ đô Washington, Mỹ, cho biết hai động thái trên sẽ cho phép các nước G7 cung cấp khoản tài trợ đáng kể cho Ukraine và sẽ thực hiện các cam kết tại hội nghị thượng đỉnh G7 tháng 6 vừa qua.